Okay. សួស្តីសម្រាប់ទីជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបង្ហាញពីម៉ាស៊ីនលាងឡានពី ចំពោះនឹងការដំឡើងនៅពេលដែលបងប្អូនបើកប្រអប់ឡើងគឺវាមានដៃសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដាក់រុញបងប្អូនត្រូវតែដំឡើងដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលយើងកំពុងតែបង្ហាញនេះហើយវាមាននៅខាងក្រោយនេះគឺបងប្អូនអាចបូកខ្សែបានតែយើងគ្រាន់តែដំឡើងបង្ហាញបងប្អូនយើងអត់បានចាប់ខ្សែនៅខាងក្រោយទេហើយនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺបងប្អូនអាចមូលហើយដាក់ឆ្នុកនេះពណ៌សនេះថ្លានេះសម្រាប់បាញ់ទឹកចេញ này cứ xem bài bóng bồn nó đặt tất chỉ một lần cái thôn bao dưỡng ấy bóng bồn ảnh đào là nó mang thằng hồn châu xong tôi hồn châu bao vía trong mà chốt bao vía nó cứ bên miền mà sen bao vía bên tai bóng 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 lắc quạt đồng tiền bị tạt lại thế còn ai đang giờ tao đang thay tạt lại mà gì chẳng dương có thua vị ông mới nó không cả bằng hai xem bài này cái dương ảnh đặt chỉ một lần cái thôn dương nó xem đặt tất hỏi về châu mà sinh nó này trong đoạn đấy cứ việc cà phê cái tịch đây cái co ấy tranh bị ở cái thôn bao dưỡng cho tôi mà xin rằng đấy cứ hồn sẽ đẹp chết nhá khoảng một chương trình preview mới mắc cứ bằng vào lại nhọt chỗ bàn này đấy cho đấy những app shop chúng mới nâng cấp lớn hay cấp lớn bao nhiêu những ảnh đồ của bà là cấp lớn mạnh tập bảo viên đó những ảnh đồ của bà tôi chỉ bàn tập thò mà đã nâng đặt cấp phòng sự vụ vì bộ là con chuột bảo viết cứ viên miên cấp phòng sự vụ như thế này trong bằng vào lại đồ chuột bàn đấy cứ mẹ bàn tập đấy đấy cứ mà xin khá là thông thì tiếc nhưng mà bằng hai biểu biểu nó không cao tầm lắm mà xin khá là tụi sau đó mà dân khán tụi bao dương cứ cầm lang vắt ở bao viết miền mà còn buồn ở vắt trong miền nào bị tụi chiêng ở bây ở vắt hay tầm lại ở bao viết tại mà rồi là thế sau đó khán tụi hay sau đó khán thôm đấy cứ mà rồi mà phơi chẳng ở khi nhầm đang bằng hai vì ở biểu nó không cao tầm lắm mà dân khán tụi mới tiết hay bắt đầu mà tết dương đang tết thằng học này đấy cứ mà dân khán tụi bao dương sau đó mà dân khán tụi đấy cứ cầm lang vắt ở bao viết mà còn buồn ở vắt khán thôm đấy cứ mà còn bao lời vắt hay tầm lại ở bao viết không nên tại mà phơi là thế ហើយសម្រាប់ម៉ាក់លូធៀននេះគឺអាមេរិកកាណាដាក៏មានប្រើដែរផលិតផលរបស់ចិនតែជាផលិតផលស្តង់ដាដែលនាំចេញទៅប៉ៃអឺរ៉ុបទៅកាណាដាទៅអូស្ត្រាលីទៅអាមេរិកគឺក៏គេប្រើម៉ាក់ហ្នឹងដែរហើយម៉ាក់នេះគឺគុណភាពល្អហើយបើសិនជាយើងមើលពីរូបរាងការឌីហ្សាញរបស់វាវាខុសពីម៉ាស៊ីនបោះចិនទូទៅដែលរូបរាងសាមញ្ញណាពណ៌នេះរូបរាងរបស់វាការឌីហ្សាញរបស់វាចេញមកគឺលក្ខណៈស្អាតនិយាយទៅដូចមានយន្តអញ្ចឹងការឌីហ្សាញ
xin đại miền quân phục vụ từ liên lan liên mà tàu bắc quát cứ ai prà sri ni ban mạng ni ban hay xem mẹ mạng đi còn xem bây giờ chúng còn nhóm prà đó ta nhóm phở khnà thùng đàn bò nhóm phở bò bò lợi vật chẳng sủ liên tè liên ấy nè tè dương du du dương mà tết ấy dương bánh liên mà đo cái dương tới dương phở đi sủ bò đi bánh mắc lang à chẳng xem mẹ mà xem khnà túi cầm lòng phát bảo viết mà bòn bùn lợi vật tầm lại bảo viết cứ mà rối hay xem mẹ khnà thùng cứ mà bòn bò bò lợi vật khnà thùng đấy cứ miền tây du dương cũ nhẹ nó lại bảo viết cứ mà rối mà phơi hay dương biên nó không stock xẹp tai mà đo hay xem mẹ xem này bom bồn ảnh mưa tam giác video này tới cứ bom bồn che tà la này dùng một sợi đặt đầy nó càng khỏi hay dùng một sợi bị khóa chỗ xoay sơn đám đấy vì âm nhạc smoke span thế vì mua tập sợi bị khóa nó hay kéo bên nó prayer bảo biết nó nhưng còn hồi tới vì mình ngắm bảo biết xem mẹ up chỗ tại mà rồi trong vì đọc phim mình sửa tràn vì ở sơn sam nhà mấy chờ thì hay nhóm con xem mẹ chơi thừa video này làm bài đọc phim mình sửa xem mẹ thì chuẩn để quan trọng tình như tập hợp tới còn mua video này bạn à khang cốn nó cứ chưa run dương đã tắt trầu miền này thay dương miền dù mỗi xem mẹ to niệm bên miền chùa so thà mỗi nó xem mẹ bằng ôn mua bị trầu chụp mùi nào nóng tới hay bằng lại đã sử dụng hậu tắt trầu không làm bàn này hay cả mỗi bằng ôn mua mà tăng đai mỏ mới bán là mày mua tăng pt phù nó chỉ spư chùa cho những prai cầm lăng mình là mỏ mình đang đai giống bán này mày từ ở việc lăng đai pt nó tập bại hay tăng sử dụng tranh tăng sử dụng cho viên miền ngam bảo viên miền prè bảo viên dương quan hội up đi cho tất cả lực bảo viên dương hội nhiều tài mà rồi chẳng vì đôi chiều vậy để mê chưa mặc nhưng mà bằng hai chẳng vì đọc phim như sưu tràn sẽ mẹ sân liên lan liên mà tàu này hay dương ai vô với tên liên tên liên ấy của bạn này ở vậy để viết không fly pin mà sân liên lan tu tới cứ ở đây cứ rụng riêng bảo viên sát cầm lắng việc lắng hay pra thuần hay sẽ mẹ bạn ấy cứ sẽ mẹ luộn nơi bởi tế bài ở rộp ở xử lý Canada Amerika nó cứ miền mạng nó pra thuần hay tiết dương nó tè đi nhưng đã có bán hay có bán nó nhạy đặt đồ bán
dương អាច bành tặc thông đà có bán bành cái bông sủ bò sò này có bán ấng chăng dương đặt 2 nung tầm hôm 2 nung phthum khnia đâm bây bông bồn khơin 2 tầm hôm khóc khnia hay vi khóc khnia ta 300 watt tê hay đâm lai របស់ វា khóc khnia tại 20 đô la tê សម្រាប់ khnat tuich 1400 watt đâm lai របស់ វា គឺ 100 hay សម្រាប់ khnat thom 1700 watt đâm lai របស់ វា គឺ 120 ấng chăng ឥឡូវ យើង test តអស់ khnia bành tặc mơ ចង់ đặng mơ ថា តើ វា ខ្លាំង ប៉ុណ្ណា ដែរ ấng chăng នេះ គឺ យើង đọt phleung សម្រាប់ ធ្វើ test bành sạc mơ តែ ម្ដង នឹង khnat tuich និង khnat thom ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននេះវាដូចជាម៉ាស៊ីនលាងឡានទូទៅអ្វីដែលវាខុសនេះគឺវាជាផលិតផលម៉ាស៊ីនរបស់គេតែម្ដងហើយវាជាផលិតផលគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានផលិតផលគុណភាពខ្ពស់អាចប្រើម៉ាក់នេះប្រើមួយដងមួយប្រើរាប់ឆ្នាំតែម្ដងហើយនៅកន្លែងកងតាក់ដែលគេមូលនៅលើតួរបស់វាយើងកាច់កងតាក់ទៅហើយយើងមូលវាទៅយើងអាចបាញ់បានដែរហើយនេះគឺខ្ញុំដាក់បាញ់ធ្វើតេសខ្ញុំដាក់កធុនទូចមួយទេទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ទៅបាញ់ធ្វើតេសដើម្បីបងប្អូនដឹងពីកម្លាំងរបស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនលាងឡាននិងលាងម៉ូតូនេះយើងអាចយកទៅលាងអីផ្សេងផ្សេងក៏បានយើងអាចសេរីបានបាញ់ខ្លាំងបាញ់ខ្សោយបាញ់សាច់អីស្រេចតែយើងអានេះយើងបាញ់ទៅឲ្យកម្លាំងទឹកនោះវាបូមចូលម៉ូទ័រហ្នឹងសិនហើយបើយើងបាញ់ទៅវាខ្លាំងហើយនេះយើងបាញ់នៅផ្លូវអញ្ចឹងខ្លាចចេះតែខ្លាចមានគេជិះកាត់ទៅបាញ់ត្រូវអញ្ចឹងទៅយើងបាញ់ក៏បាញ់តេះសាកមើលឲ្យគាត់បាញ់សាកមើលគាត់អត់ហ៊ានបាញ់ទេគាត់ខ្លាចមនុស្សជិះមកបាញ់ត្រូវគេហើយយើងបាញ់បានខ្លាំងបាញ់បានឆ្ងាយចូល10ម៉ែត្រទឹកហ្នឹងខ្ញុំបាញ់សាក់មើលហើយយើងដាក់អាធំអាទូយើងដាក់ផ្ទឹមគ្នាហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសម្រាប់ខ្នាតធំនេះគឺខ្លាំងជាងច្រើនព្រោះវាធំជាង3វ៉ាត់មែនប៉ុន្តែបាញ់ទៅចាញ់ខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងសម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំជួចចិត្តឲ្យវាខ្លាំងដែរខកគ្នាពីព្រោះអាធំហីអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនពីទំហំនេះគឺយើងមាននៅក្នុង stock ហើយហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់បានម៉ាស៊ីនលាងឡានដែលជាផលិតផលម៉ាកសម្រាប់ទីផ្សារប៉ៃអឺរ៉ុបគឺបងប្អូនអាចប្រើម៉ាក់លូទៀននេះបានហើយបងប្អូនអាចបើកនៅក្នុង Google ឬក៏អីផ្សេងៗបានអាចដឹងពី source របស់វាហើយម៉ាស៊ីននេះគឺទទួលបានការពេញរបស់គាត់ហ៊ានបាញ់បាញ់ឡើងខ្លាំងទេក៏ខ្លាចគេជិះម៉ូតូត្រូវពួកយើងនៅខ្នល់អញ្ចឹងយើងបាញ់ល្មមៗតែអានេះគឺខ្លាំងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានផលិតផល Mac អាចប្រើម៉ាក់លូទៀននេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបតម្លៃម្ដងទៀតសម្រាប់ខ្នាតទូចគឺ1400 watt កម្លាំងរបស់វាគឺ100ហើយសម្រាប់ខ្នាតធំគឺ1700 watt តម្លៃរបស់វាគឺ120អញ្ចឹងវាខុសតែ20ដុល្លារទេហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់បានគឺអាចកម្ងបាននៅក្នុងเพจយើងខ្ញុំណាព្រោះយើងមាននៅក្នុង stock ហើយទើបទៅចូល stock ទេអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់បងបងដែលមានបំណងចង់ទិញម៉ាស៊ីនសម្រាប់យកទៅលាងឡានលាងម៉ូតូលាងផ្ទះឬក៏លាងផលិតផលផ្សេងផ្សេងគឺអាចជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនម៉ាក់លូទៀនដែលជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់បាទអញ្ចឹងនេះគាត់ដាក់ទាំងពីរបាញ់សាក់មើលសម្រាប់ខ្នាតធំហ្នឹងក៏ភ្លើងមកវាក៏ធំជាងដែរណាទូចក៏ភ្លើងមកវាយ៉ាងទូចជាង1700 watt